Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Áp lực của mật vụ Mỹ sau vụ ông Trump bị ám sát. Ngày 15 tháng 7, phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh phải hạ nhiệt trong chính trường, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong lúc vận động tranh cử. Ông Joe Biden khẳng định nước Mỹ không cho phép bạo lực chính trị tồn tại. Mọi người dân ở Mỹ đều được đối xử một cách tôn trọng và sự thù hận chắc chắn không có nơi trú ẩn. Tổng thống Joe Biden chỉ đạo sở mật vụ cung cấp cho ông Donald Trump mọi nguồn lực bảo vệ sau khi cựu tổng thống bị ám sát hụt ở Pennsylvania. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cho biết vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump đang được điều tra theo hướng khủng bố nội địa, đồng thời cho biết thêm nghi phạm hành động một mình. Điều tra mở rộng về thông tin nghi phạm cho thấy Thomas Martell là một học sinh thông minh có ít bạn bè nhưng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào. Viện dưỡng lão nơi Crock làm thêm cho biết đối tượng này không khiến họ có lý do gì để lo lắng. Cơ quan mật vụ Mỹ cùng lực lượng an ninh tại địa điểm tổ chức meeting ở Pennsylvania đã phủ nhận những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng cơ quan này đã từ chối yêu cầu tăng cường an ninh từ đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump. Cơ quan này hiện đang chịu áp lực trước những câu hỏi về khả năng đảm bảo an ninh với yếu nhân. Nhiều thành viên quốc hội, cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã yêu cầu khẩn trương điều tra vai trò của cơ quan này. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu cơ quan mật vụ có đủ nguồn lực để bảo vệ Donald Trump vài ngày trước khi chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa hay không, và liệu các thủ tục an ninh đã được tiến hành đúng cách. Cựu bác sĩ Nhà Trắng kể chi tiết về vết thương trên tay ông Trump sau vụ ám sát. Ngày 16 tháng 7, trên sân khấu tại Đại hội Toàn quốc đang diễn ra ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện với tấm gạc trắng băng kính tai phải. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của cựu Tổng thống sau khi ông bị ám sát vào chiều 13 tháng 7 khi tham gia một sự kiện vận động tại bang Pennsylvania, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Vào thời điểm bị ám sát, ông Trump đã bị một đối tượng dùng súng trường nhắm bắn từ một nóc nhà ở cách bục diễn thuyết 150m. Viên đạn đã sượt qua tay phải của ông Trump và khiến máu chảy ra mặt. Tuy nhiên, sau vụ ám sát, ông Trump được thông báo đảm bảo an toàn tính mạng. Đối tượng bắn tỉa cũng bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Theo đài truyền hình CNN, cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronnie Jackson là người trực tiếp kiểm tra và băng bó vết thương cho ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Benny Show phát sóng ngày 15 tháng 7, cựu bác sĩ kiêm nhà lập pháp bang Texas đã kể chi tiết về vết thương ông Trump gặp phải. Cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronnie Jackson cho biết ông đã đánh giá y tế vết thương ở tay của cựu Tổng thống Donald Trump sau vụ ám sát hôm thứ Bảy và băng bó cho Trump vào sáng sớm 16 tháng 7. Trong cuộc phỏng vấn trên Postcard, The Benny Show hôm 15 tháng 7, nghị sĩ Texas cho biết ông đã kiểm tra tay của Trump vào cùng ngày và không có tác động chấn động nào từ viên đạn vì nó cách đầu Trump đủ xa. Viên đạn chỉ sượt ngang qua phần đỉnh tay của ông ấy, một chút phần trên tay, mặc dù gây chảy máu nhưng không có chấn thương nào đáng kể do viên đạn. Ông Jackson chia sẻ, vị bác sĩ này cũng nói thêm, vết thương của ông Trump được băng bó và sẽ tự lành lại mà không cần phải điều trị gì thêm. Mỹ siết chặt an ninh sau vụ ám sát ông Donald Trump. Sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, các nhà tổ chức cho biết Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 15 tháng 7 giờ địa phương tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, với an ninh được siết chặt. Đại hội Đảng Cộng Hòa kéo dài trong 4 ngày. Trong thời gian diễn ra đại hội, các chính trị gia nổi bật, các thành viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa sẽ có bài phát biểu về chính sách, tương lai của Đảng, cũng như vận động người dân đi bỏ phiếu. Ước tính, đại hội năm nay có khoảng 50.000 người tham gia, trong khi hàng ngàn người khác cũng đang có kế hoạch biểu tình, phản đối các chính sách của Đảng Cộng Hòa. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử ứng cử viên Phó Tổng thống và ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống. An ninh tại đại hội đang là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Lực lượng an ninh và cảnh sát đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn từ ngày 14 tháng 7. Các điểm kiểm tra an ninh đã được dựng lên khắp thành phố, nhất là xung quanh khu vực phức hợp Bridgefield Forum, nơi diễn ra đại hội.
Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ ra soát lại công tác an ninh cho đại hội. Tuy nhiên, giới chức đảng Cộng hòa bang Wisconsin cho biết, cho đến nay chưa có thông báo về thay đổi lớn trong kế hoạch bảo đảm an ninh và cơ bản chưa có nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng nào. Khoảng 40 cơ quan thực thi pháp luật tại bang này và lực lượng hỗ trợ từ hàng chục cơ quan các bang khác cùng cơ quan liên bang sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh. Nghi vấn về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của cơ quan mật vụ Mỹ. Báo điện tử Việt Nam Plus cho biết, sau vụ việc ông Trump bị ám sát hụt, một loạt câu hỏi được đặt ra như làm thế nào một trong những nhân vật chính trị được bảo vệ chặt chẽ nhất lại bị một tay súng bắn tỉa ngắm bắn ở khoảng cách gần. Vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 đang là chủ đề nóng được thế giới quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn của cơ quan mật vụ Mỹ. Một loạt câu hỏi được đặt ra xung quanh nghi vấn làm cách nào một trong những nhân vật chính trị được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thế giới, được các đặc vụ tinh nhuệ bao quanh, lại có thể bị một tay súng bắn tỉa ngắm bắn ở khoảng cách gần. Chỉ vài giây sau khi loạt tiếng súng vang lên, các nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ USSS đã tiêu diệt được nghi phạm. Thi thể của hắn gục ngay trên nóc một tòa nhà, chỉ cách bục diễn thuyết ngoài trời nơi ông Trump đang đứng khoảng 150 mét. Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ý quan ngại về phạm vi giám sát của các cơ quan an ninh, đặc biệt là cơ quan mật vụ Mỹ, nơi chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân vật chính trị hàng đầu của nước này. Phát biểu với đài MSNBC, ông Richard Goldinger, công tố viên hạt Boulder, bang Pennsylvania, đã bày tỏ bất ngờ trước việc cựu Tổng thống Trump bị một đối tượng trèo lên mái nhà và nổ súng bắn. Trong tòa nhà có văn phòng của một số cơ quan thực thi pháp luật và vì vậy, việc đối tượng tấn công xuất hiện tại đó lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Trong khi đó, ông Richard Painter, một quan chức Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush và hiện là giáo sư luật tại trường Đại học Minnesota, đánh giá đây là thiếu sót an ninh nghiêm trọng và kêu gọi tiến hành cuộc điều tra chi tiết. Ông cho rằng, lẽ ra các nhân viên của cơ quan mật vụ phải được bố trí để rà soát phần mái của tòa nhà, nơi tay súng trên ẩn nấp vốn cách bục diễn thuyết không xa. Ông Painter đồng thời nhắc lại kho lưu trữ sách Texas, tòa nhà nơi đối tượng Lee Harvey Oswald đã ám sát Tổng thống John Kennedy bằng súng bắn tỉa tầm xa vào năm 1963 và khẳng định rằng kẻ nổ súng đã ở bên ngoài phạm vi kiểm soát an ninh của sở mật vụ. Theo ông Painter, ai cũng có thể dễ dàng mua được một khẩu súng trường ở Mỹ và do đó phạm vi giám sát cần phải ở địa điểm xa nhất có thể nhìn thấy được. FBI điều tra vụ ám sát ông Donald Trump theo hướng khủng bố nội địa. Theo CNN, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump đang được điều tra theo hướng khủng bố nội địa, đồng thời cho biết thêm nghi phạm gây ra vụ việc hành động một mình. FBI nhấn mạnh sẽ điều tra vụ việc theo hướng âm mưu ám sát, nhưng cũng xem xét đây là hành động khủng bố ở trong nước. Cơ quan này cho biết khẩu súng được sử dụng để bắn ông Trump được mua hợp pháp và là loại súng trường AR mẫu 556. Bên cạnh đó, FBI cho biết đến nay chưa phát hiện nghi phạm Thomas Matthew Crooks, đối tượng gây ra vụ nổ súng nhằm vào ông Trump, có vấn đề liên quan đến tiền sử bệnh tâm thần, nhưng khẳng định sẽ xem xét lại các tài khoản mạng xã hội, vũ khí được sử dụng trong vụ việc và các bằng chứng ADN liên quan. FBI cho hay, việc tìm ra động cơ đằng sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này, đồng thời cảnh báo các lời đe dọa bạo lực trên không gian mạng đã gia tăng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ việc. Theo hãng tin Reuters, ông Donald Trump đến Milwaukee vận động tranh cử theo lịch trình. Ông Trump viết trên trang Truth Social, "Tôi định hoãn chuyến đi tới Wisconsin và hội nghị toàn quốc của đảng Cộng hòa thêm 2 ngày, nhưng quyết định bản thân không thể để một kẻ xả súng hoặc một kẻ ám sát tiềm năng nào buộc mình phải thay đổi lịch trình hoặc bất kỳ điều gì khác, do đó tôi sẽ đến Milwaukee theo lịch trình." Một số hình ảnh được cho là nghi phạm ám sát ông Donald Trump. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết Thomas Matthew Crook, 20 tuổi ở thị trấn Bethel Park, bang Pennsylvania là đối tượng nổ súng vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn tin của báo New York Post cho biết Crook đã dùng súng trường ngắm bắn ông Donald Trump từ nóc một nhà máy, cách sân khấu nơi ông phát biểu hơn 118 mét.
cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bất kỳ ai có thông tin nào hỗ trợ cuộc điều tra đều được khuyến khích gửi hình ảnh hoặc video trực tuyến hoặc gọi tới số 1800 thông báo có đoạn. Rút được biết đến là người có các tư tưởng cực đoan và có liên quan đến một số vụ việc bạo lực. Rút đã bị bắt giữ vài lần vì tội danh gây rối và tấn công. Trong khi đó, các nhà quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết sẽ áp dụng thêm các biện pháp an ninh bổ sung sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania.